xin chào mọi người chào mừng mọi người quay trở lại với kênh lan rừng hàng độc sơ rái bắc tây nguyên à, hôm nay thì em xin được giới thiệu với các bác các anh chị một cái cây cây dạ hạt năm cánh trắng đến từ khu vực rừng cao bằng nhé mọi người và trước mặt mọi người đây thì cây có tên gọi là năm cánh trắng anh cả à, thì đối với những cái cây mà nó đến từ những cái khu vực núi đá ví dụ như là những cái tỉnh cao băng nữa thì mọi người thể thấy là cái thân thủ của nó thì nhìn rất là đẹp khi mọi người trồng chăm sóc cây nó đạt ngưỡng á, thì nó sẽ rất là nù mập mọi người nha đây các bác các chị xem mặc dù là mới lên là mầm đang phát triển thôi nhưng mà nhìn thấy nó cũng kiểu mập 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 rồi đó. đó <laughs> đây thân thủ này rất là đẹp mọi người nha và thứ hai là về cái mắt hoa của cây năm cánh trắng anh cả này cái năm cánh trắng anh cả này phải nói là cái cây cho cái kiểu hoa rất là đẹp rất bắt mắt luôn mọi người nó nở cái hoa nó kiểu cái cánh bầu á cái cánh nó bầu tròn nhìn như là cái búp sen nhỉ em sẽ chen cái hình vào clip để mọi người cùng ngắm nha và đặc biệt là hai cái đôi mắt đỏ nó không phải đỏ đậm đỏ đậm mọi người mà nó cũng không phải là là kiểu hồng mờ mà nó kiểu hồng hồng đỏ đỏ <laughs> rất là hay nha à, và quan trọng nhất là trên cái nền bông của nó là cái nó cái kiểu nó bông à, cánh bầu nhìn bốc sen nhưng là nhìn cảm giác cái cây này lúc nó nở nhìn ngắm đẹp lắm mọi người à, đó là về cây và cái tên gọi là năm cánh trắng anh cả thì nhìn nó cũng kiểu là là cái tên gọi khá là đớn Đó <laughs> rồi và hôm nay thì em đang có một số cái cây đây à, về cái thời gian ngược dòng những cái thời gian trước đây thì cây năm cánh trắng em cả cái thời điểm mới ra thì giá nó cao lắm mọi người nhưng mà tới bữa nay thì các bác anh chị có thể xem là hầu hết là những cái cây giả hạt thì giá nó cũng rất là phải chăng để mọi người có thể là là sưu tầm được rồi. Bán nào chưa có năm mươi chăn anh cả chúng ta có thể là sưu tầm trong ngày hôm nay. Giá bữa nay thì rất là dễ chịu mọi người. So với những cái mức giá 5, 7 triệu hay 10 triệu mỗi năm thì hôm nay phải gọi là là giá giá chỉ có tầm 200 ngàn, hơn 200 ngàn cây thôi. Rồi và hôm nay thì em có hai loại. Thứ nhất là cái loại cây đây, cây bự đây, cây lớn đây nha. Thì mỗi một cây như vậy thì có giá là 250 ngàn thôi nhé mọi người 250 ngàn Đây các bác có thể xem lực nó là những cái năm 52 nè Đó 250 ngàn một cây nha Đó, Nguyên chậu Thì mọi người mua thì em sẽ gửi đóng hộp nguyên chậu Hộp xốp gửi về cho mọi người chăm thôi mọi Người cứ để thế trong chậu mà trong thôi Bán này chúng ta có chậu đẹp hơn ta có thể là Là sang qua chậu mới cũng được Đó. Rồi 250 ngàn một chậu thôi nhé mọi người Đây 52 hết nha Cây lực khỏe đẹp À và ngoài ra thì em còn có hai cái cái loại 200.000 cây là cây những cái cây năm nhất. Thì cây này thì bán nào chúng ta không có điều kiện mua cái cây lớn chúng ta có thể là là giảm chút tiền xuống để chúng ta sưu tâm được những cái cây nhỏ hơn này. Đó đây, cái này 200.000 nha. 200.000 nè. ngày à, Ngay cũng 200.000. À, đây nhỏ nhỏ 200.000 cái thằng này tí thì em sẽ tách thêm một cái cây nhỏ nhỏ nữa bỏ vào cho nó nhìn nó hai cây do cái này nó hơi nhỏ. <laughs> Để cho mọi người đủ sưu tầm rồi. À. Rồi, đây là cái loại 200.000 một chậu nhé mọi người. 200, 200, 200. 200. Thằng này tí sẽ thêm cây nữa cho nó nhìn nó to to một tí. <laughs> rồi, đó, đó hôm nay là cây năm cánh trắng anh cả, một cái bông dạ hạt năm cánh trắng. À, cánh bầu như búp sen đó mọi người, rất đẹp và thằng này thân thủ thì phải nói là là mập đẹp ha. À một cái cây đến từ rừng cao bằng mọi người nhé rồi bán nào mọi năm chúng ta không có điều kiện mua được năm cây trắng anh cả tiền triệu thì hôm nay chúng ta có thể là chỉ cần bỏ ra 200 đến 250 là chúng ta có thể làm một cây về siêu tầm nhé và những cái cây này đều là cây năm hai nên là về mọi người trồng chăm sóc là là tới cuối năm hoặc là đầu năm sau là chúng ta được ngắm hoa rồi mọi người nha rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip về những cái bông giả dạ hạt đẹp tiếp theo kênh Lan Rừng hàng Độc sơ rái Bắc Tây Nguyên mùa này giả dạ hạt nó giá nó rẻ nó bán rất sướng mọi người mọi người siêu tâm được thứ nhất là mình chia sẻ nó không dễ thứ hai là cái bác anh chị siêu tâm chúng ta cũng không cần phải bỏ ra quá nhiều tiền để chúng ta mua ha. vẫn có được những cái mặt hoa đẹp ân ý về làm giống rồi Mọi người lưu ý là giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Phí vận chuyển sẽ do bên đơn vị vận chuyển họ thu. Thì mọi người mua mọi người thanh toán tiền lan với tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được. Em sẽ đóng vào thùng xốp em gửi đi và cái thời gian gửi thì thì tầm 2 3 hoặc là 4 ngày nhé mọi người, tùy tùy nơi xa gần ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.